Bố ơi, À. bố cứ bảo bố mạnh mẽ, không nghèo là con Covid nó không dám mò tới. Chỉ vì tôi chăm anh nên nó mới phát nhanh như thế. Biết đâu tiếng nữa tôi khỏi thì sao? Cháu Yến đi công tác vẫn chưa về, bố cho con gọi cháu Rông nhá. Tôi ông Mão ơi, ông Mão. Cô ơi, cô viết cô veo thế, bà ra ngoài làm gì? Tôi đỡ rồi mà sốt ruột cho hai bố con nhà ông quá nên là chạy sang đây xem thế nào. Bà có còn ho không, có mệt không? Mệt, đi sang đây mà phải nghỉ mấy đợt đấy. Nào, thế để tôi đỡ nào. Ôi trời ơi, tay nóng rẫy lên thế này. Ông sốt cao quá. Nhẹ thôi mà, có hơn 38 độ. Hơn 38 độ mà cũng bảo là nhẹ. Nhưng thằng Trọng ấy, nó bị nặng hơn. Đây, sốt ly bì suốt cả đêm hôm qua. Tôi đã phải cho uống hạ sốt 2 lần rồi. Khổ, thế nó đã ăn uống gì chưa? Tôi mang cháo sang đây này. Đi vào lấy cái bát cho tôi. Ôi bà ơi, xem nào. Gớm, ốm giặt ốm dẹo ra còn nấu cháo làm cái gì? Cháo của bà nấu chắc gì đã ngon hơn của tôi mà. Rồi, cháo của ông à, thành lòm lòm ấy, ai lại thịt bò lại băm cả mấy trứng vịt lộn, nó ăn làm sao được? Cho nó bổ thôi. Bổ thì cũng phải ăn được chứ. Tôi đi vào lấy cái bát ra đây. Nước cam đây, ăn xong thì uống cho có vitamin C. Phiền cô quá à. Có cái gì mà phiền, hàng xóm láng giềng với nhau. Với lại mấy hôm nay cô cũng đỡ rồi, không sốt nữa. Cảm ơn cô. Thì mai cô lại nấu cháo, cô mang sang cho nhá. Cô cũng đang ốm, cứ chạy đi chạy lại thế này thì... Nói đúng đấy, hãy dọn luôn sang đây ở vài hôm đi. Ông dở hơi à? Ai lại làm thế? Có cái gì mà không được. Mình toàn phận Covid với nhau. Cứ coi như nhà này là chỗ cách ly để tiện chăm sóc cho nhau hơn. Nếu như bà khỏe thì bà chăm tôi. Mà tôi khỏe thì tôi chăm bà. Giờ anh nhớ anh ấy mệt nhất thì cả hai mình đều chăm cho anh ấy. Cũng chỉ tại anh làm lây cho cô ấy. Cô giàu bây giờ đã khỏe hẳn đâu mà cứ phải một lúc hai nơi. Nhà mình còn có bố có con, chứ cô giàu vỏ võ một mình. Nhớ xảy ra chuyện gì thì trông vào đâu? Bố cháu nói đúng đấy ạ. Hay là cô cứ ở lại đây cho nó tiện. Nhà cũng rộng rãi, cô đừng ngại. Nhưng mà cô nhường nhị gì nữa, cứ quyết như thế nhá. Thế để tôi xuống đặt thêm nồi cháo nhá. Hãy
ăn nốt nào. Anh nhớ hôm nay ngoan quá.